Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và bên cạnh tôi là anh Luân, hai anh em trong đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay anh em chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống phục vụ cho anh Điền tại Đông Anh, Hà Nội để thiết kế cho anh một ngôi biệt thự 2 tầng dạng hiện đại trên một nền đất là khu đô thị mới. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của chúng tôi về các cái yếu tố như là điện, nước và địa chất, và cùng xem các yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất nhà anh như thế nào nhé. Thì mời mọi người cùng đón chờ cái video khảo sát. Và cái thứ hai là đón chờ cái sản phẩm công ty chúng tôi làm ra cho anh tại đây nhé. Chào các bạn, tôi là Luân đến từ phòng sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hiện tại anh em tôi đang ở trong cái khuôn đất của nhà anh Điền ở Đông Anh, Hà Nội nhé. Đây anh Điền đây. Ở kia là anh Hóa đang khảo sát hiện trạng. Thì cái mảnh đất của nhà anh đứng ngay đằng sau đây thôi. Đấy. Mảnh chia lô nhá. Đấy, thì đây là cái điện cấp này, tủ điện cấp này, dưới chân anh là cái hố ga để thoát nước này. Và hiện tại là cái đường nước sạch ấy, thì ở đây là sau này sẽ làm trước cửa nhà luôn các bạn nhé. Đấy. Nhà anh làm hướng chính là 181 độ Nam. Đấy. Thì anh em chúng tôi ở gần hiện tại chỗ khu vực này gần sân bay thì không phải bay lên để quan sát được, chụp ảnh hiện trạng được. Thì chúng tôi cũng lấy vì tại nó là ở nhà chia lô nên nó cũng rất là dễ, không có vấn đề gì cả, sổ đỏ các thứ đều ngọn ngành hết. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng anh em chúng tôi khảo sát khuôn đất của nhà anh Điền nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video sau khi mà sản phẩm của chúng tôi đã lên được cái công năng và mặt bằng công năng và phối cảnh rồi. Thì mọi người cùng chúng tôi sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin thưa các bạn tôi luôn đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì sau khi mà anh em chúng tôi đã đến hiện trạng khuôn đất và đo đạc khảo sát bay bằng công nghệ bay flycam chụp ảnh từ trên cao, thì chúng tôi đã về đã vẽ lại cái phác họa của cái gia đình, cái khuôn đất nhà anh Điền ở Đông Anh, Hà Nội. Đây thì cái bức hình thế nhá, đây cái nhà dự kiến xây dựng của anh này, và trước là sân này, và cái hướng đây là đường nhá. Thì cái hướng của nhà anh là hướng 182 độ Đông Nam. Đấy. Và hệ thống cấp điện nước và thoát nước đều ở trước cửa nhà các bạn nhé. Thì như vào đây thì anh em kiến trúc và phong thủy hãy lên cho anh cái phương án tối ưu nhất để anh Điền có được một ngôi nhà mà anh mong muốn. Thì do là ở cái khu vực Đông Anh này nó gần sân bay nên anh em chúng tôi khảo sát không thể bay flycam chụp ảnh được. Chúng tôi đã có cái phá hoại lại cái khu đất nhà anh đây. Thì nhờ anh em kiến trúc và phong thủy lên danh cái phương án nhé. Xin cảm ơn ạ.